Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN AECC lần thứ 19 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì với sự tham dự của các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về báo cáo sơ bộ rà soát giữa kỳ về việc thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC. Hội nghị nhắc lại năm mục tiêu kế hoạch là đưa ASEAN thành một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết, một ASEAN cạnh tranh đổi mới và năng động, nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành, một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm và một ASEAN toàn cầu. Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng thông qua và ký kết biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch COVID-19. Đây là một biện pháp cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch hành động Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch bệnh.